tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông. thưa quý vị ở tại thành phố hồ chí minh thì bến xe miền đông là một trong những bến xe lớn nhất ở tại thành phố là nơi trung chuyển từ các tỉnh miền bắc, miền trung, khu vực tây nguyên và một số tỉnh của miền đông nam bộ đến thành phố hồ chí minh và bến xe miền đông cũ thì ở tại đinh bộ lĩnh bình thạnh và bến xe miền đông mới thì ở tại quận thành phố thủ đức và với cái việc phát triển bến xe miền đông mới thì chúng ta sẽ thấy là thuận tiện hơn cho giao thông tuy nhiên là sẽ cần phải điều chỉnh lại rất là nhiều những cái tuyến xe buýt, đặc biệt là những cái tuyến mà trung chuyển bởi vì khi mà chúng ta kết nối bến xe mới với lại khu vực thành phố thì sẽ cần phải có những cái tuyến xe buýt riêng để có thể trung chuyển được những cái thông tin và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những thông tin liên quan đến việc thay đổi các tuyến xe buýt này sẽ được điều chỉnh bởi vì thay đổi về lộ trình đậu xe đón khách và khu vực bến xe miền đông mới sau đây sẽ là những thông tin chi tiết từ ngày 15 tháng 2, cả 4 tuyến xe buýt nêu trên sẽ đậu xe bên trong bến xe miền Đông mới, tức là các tuyến số 55, 56, 76 và 93 đi từ thành phố Thủ Đức, thay vì trước đó chỉ có lộ trình ghé ngang. Điều này giúp tăng tính kết nối giao thông với bến xe miền Đông mới và thuận tiện hơn trong việc đi lại của người dân. Trước đó, từ ngày 11 tháng 10 năm 2022, bến xe miền Đông mới tại thành phố Thủ Đức chính thức đón thêm 120 tuyến xe khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, từ bến cũ ra bến mới. Bến khai thác giai đoạn 2 gồm 120 tuyến xe khách liên tỉnh từ bến xe miền Đông cũ sang bến xe miền Đông mới.